chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu. Cô tên là Từ Thị Hồi Bích, giáo viên dạy địa lý trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em qua kênh học tập trực tuyến quận Cẩm Lệ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu một bài trong chương trình địa lý 7, đó là tiết 46, bài 41, Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ. Trước khi bước vào nội dung bài học hôm nay thì các em phải nắm vững các mục tiêu sau đây. Thứ nhất là về kiến thức, các em sẽ nhận biết được Trung và Nam Mỹ là một không gian địa lý khổng lồ. Thứ hai đó là các em sẽ nắm được các đặc điểm tự nhiên của Trung và Nam Mỹ. Còn về kỹ năng, các em sẽ dựa vào bản đồ tự nhiên để xác định được vị trí địa lý, quy mô lãnh thổ và các đặc điểm địa hình ở Trung và Nam Mỹ. Còn về thái độ, các em sẽ có tinh thần học hỏi, ham hiểu biết, yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên. Và trước khi bước vào nội dung bài học hôm nay thì các em sẽ chuẩn bị các dụng cụ học tập quan trọng như là sách giáo khoa, vở, bút, thước. Và trong nội dung bài học hôm nay, các em sẽ tìm hiểu về khái quát tự nhiên của Trung và Nam Mỹ. Trong khái quát tự nhiên của Trung và Nam Mỹ gồm hai nội dung nhỏ. Thứ nhất đó là eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti. Thứ hai đó là khu vực Nam Mỹ. Ở tiết trước, các em đã được học về bài 40 thực hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng công nghiệp vành đai mặt trời. Và hôm nay, để ôn lại các kiến thức cũ, thì cô sẽ cho các em trả lời một vài câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Câu hỏi thứ nhất, hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kỳ là? Các em sẽ chọn một đáp án đúng nhất. A. Từ Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới vành đai mặt trời ở phía Nam. B. Từ Bắc xuống vùng công nghiệp mới vành đai mặt trời ở phía Nam. C. Từ Tây Bắc xuống vùng công nghiệp mới vành đai mặt trời ở phía Nam. D. Từ Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới vành đai mặt trời ở phía Tây Nam. Và câu hỏi thứ hai, ngành công nghiệp chính ở Đông Bắc Hoa Kỳ là? A. Cơ khí, luyện kim đan, đóng tàu, dệt, khai thác và chế biến gỗ, luyện kim màu. B. Cơ khí, luyện kim đan, đóng tàu, dệt, khai thác, nông nghiệp. C. Nông nghiệp, công nghiệp, chế biến gỗ, luyện kim màu. D. Công nghiệp, đóng tàu, dệt, khai thác. Và đáp án cho hai câu hỏi trên là câu thứ nhất, hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kỳ là từ Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới vành đai mặt trời ở phía Nam. Đáp án A là đáp án chính xác. Và câu hỏi thứ hai, ngành công nghiệp chính ở Đông Bắc Hoa Kỳ là cơ khí, luyện kim đan, đóng tàu, dệt, khai thác và chế biến gỗ, luyện kim màu. Đáp án A là đáp án chính xác. Và sau đây cô sẽ mời các em xem các hình ảnh như sau. Hình ảnh thứ nhất nói về Fidel Castro ở Cuba. Và Fidel Castro là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của cách mạng Cuba. Và ông được xem là một trong những nhà cách mạng kiệt xuất nhất nửa sau thế kỷ 20. Và hình ảnh thứ hai này nói về kênh đào Panama, một kênh đào rất là lớn. Và hình ảnh thứ ba nói về đội tuyển bóng đá Brazil. Và ba hình ảnh này nó có cùng một điểm đặc điểm chung, đó là nó đều thuộc khu vực Trung và Nam Mỹ. Và đó cũng chính là khu vực mà chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay. Thì ở các tiết học trước, các em đã được học về thiên nhiên của Bắc Mỹ. Vậy thì tự nhiên của Trung và Nam Mỹ là gì? Địa hình ở đây ra sao? Và địa hình của Nam Mỹ nó có đặc điểm gì khác so với địa hình của Bắc Mỹ? Thì hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu tiết 46, bài 41, thiên nhiên Trung và Nam Mỹ. Nội dung chính trong nội dung tiết học hôm nay đó là các em sẽ đi vào tìm hiểu khái quát tự nhiên của Trung và Nam Mỹ. Các em cùng nhau quan sát lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ. Và đây cũng chính là lược đồ trong sách giáo khoa. Cô mời các em quan sát lược đồ này và chú ý vào cái bảng chú giải ở bên phía góc trái. Thì ký hiệu ở trong bảng, các em nhìn kỹ vào các ký hiệu trong bảng chú giải để hiểu được những nội dung có trong lược đồ tự nhiên này là gì. Các em quan sát lược đồ tự nhiên này thì cũng thấy rằng
Trung và Nam Mỹ, nó gồm có eo đắc, các đảo trong vịnh biển Caribe và toàn bộ lục địa Nam Mỹ rộng lớn. Và các em quan sát lược đồ tự nhiên của Trung và Nam Mỹ kết hợp với nội dung sách giáo khoa cũng dễ dàng thấy được Trung và Nam Mỹ nó có vị trí nằm trong khoảng vĩ độ từ 30 độ Bắc đến 60 độ Nam. Còn về vị trí tiếp giáp, Trung và Nam Mỹ nó giáp với vịnh Mexico ở phía Bắc, tiếp giáp với Đại Tây Dương ở phía Đông. Còn phía Tây thì Trung và Nam Mỹ tiếp giáp với Thái Bình Dương. Và diện tích của Trung và Nam Mỹ là 20,5 triệu km vuông. Và với diện tích này thì Trung và Nam Mỹ được coi như một không gian địa lý rất là rộng lớn. Còn về giới hạn của Trung và Nam Mỹ, đó là nó gồm eo đắc Trung Mỹ, quần đảo Anti và lục địa Nam Mỹ. Và trong phần vị trí khái quát Trung và Nam Mỹ, các em sẽ cùng nhớ lại một vị trí rất là đặc biệt. Đây chính là nơi hẹp nhất của châu Mỹ, eo đắc Panama. Và tại đây thì người ta đã xây dựng nên kênh đào Panama. Kênh đào Panama nó có chiều dài 79,6 km, rộng 100 m, thuộc nước Cộng hòa Panama. Kênh đào Panama nó có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế, thông thương giữa bờ Tây với bờ Đông, rút ngắn được con đường đi biển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Và nhờ có kênh đào Panama mà việc giao lưu giữa các nền kinh tế, văn hóa giữa khu vực châu Á trên Thái Bình Dương với Hoa Kỳ và các nước châu Mỹ được thuận lợi hơn. Và các em quan sát trên màn hình, nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương, rút ngắn bằng một con đường ngắn hơn. Vì vậy mà kênh đào Panama được xem như là một hệ thống giao thông đường thủy có vai trò rất lớn về kinh tế, quân sự. Và đây là các hình ảnh về kênh đào Panama. Tiếp theo, các em sẽ cùng đi vào tìm hiểu cụ thể đặc điểm của hai phần tự nhiên Trung và Nam Mỹ. Thứ nhất, đó là phần A nhỏ, eo đắc Trung Mỹ và quần đảo Anti. Các em tiếp tục quan sát lược đồ phóng to về tự nhiên eo đắc Trung Mỹ và quần đảo Anti. Thì đây chính là vị trí của eo đắc Trung Mỹ, còn đây chính là vị trí của quần đảo Anti. Và các em tiếp tục quan sát cái bản đồ thế giới. Các em quan sát vào các đường xích đạo, các đường chiếu tuyến Bắc và đường vòng cực thì cũng thấy rằng phần lớn diện tích của eo đắc Trung Mỹ và quần đảo Anti nó nằm trọn vẹn trong môi trường nhiệt đới. Và các em đã được học trong chương trình địa lý lớp 6 do nằm trọn trong môi trường nhiệt đới, đặc biệt đó là môi trường nhiệt đới Bắc bán cầu, vì vậy mà nó có gió tiến phong đông bắc thường xuyên thổi. Còn về địa hình như thế nào thì các em cùng nhau tiếp tục quan sát lược đồ tự nhiên của eo đắc Trung Mỹ và quần đảo Anti. Các em nhìn vào lược đồ này cũng thấy được eo đắc Trung Mỹ đó là nơi tận cùng của hệ thống Cordillera. Có các núi lửa chạy dọc eo đắc và có nhiều núi lửa hoạt động. Còn địa hình của quần đảo Anti là một vòng cung gồm vô số đảo quanh biển Caribe, có địa hình núi cao và đồng bằng ven biển. Còn về khí hậu của eo đắc Trung Mỹ và quần đảo Anti là gì thì các em tiếp tục quan sát vào cái lược đồ này. Các em chú ý vào các mũi tên màu đỏ trên màn hình. Và lúc nãy cô đã trình bày thì do ở eo đắc Trung Mỹ và quần đảo Anti nó có gió tiến phong đông bắc thường xuyên thổi, vì vậy mà nó có sự khác nhau giữa phần đông và phần tây của eo đắc Trung Mỹ và quần đảo Anti. Và với ảnh hưởng của gió tiến phong đông bắc kết hợp với lại các yếu tố của biển nên nó đã gây mưa ở phía đông. Chính vì vậy mà nó tạo nên sự phân hóa rõ rệt giữa khí hậu
thực vật giữa phía đông và phía tây ở đây. Nếu như ở phía đông nó có mưa nhiều, hình thành nên rừng rậm nhiệt đới, thì đến phía tây ảnh hưởng của địa hình nó làm giảm lượng mưa. Vì vậy mà ở đây nó phát triển sa van và rừng thưa cây bụi. Như vậy, thông qua lược đồ, các em cũng thấy được khí hậu và thực vật có sự phân hóa từ đông sang tây. Phía đông, mưa nhiều, phát triển rừng nhiệt đới ẩm. Còn phía tây nó có mưa ít, phát triển rừng thưa, sa van, cây bụi. Còn về khoáng sản ở đây như thế nào, các em cũng tiếp tục quan sát vào cái lược đồ tự nhiên eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti, và đặc biệt chú ý vào các ký hiệu khoáng sản. Thì khoáng sản ở đây chủ yếu là vàng, bạc, nickel, chrome. Như vậy các em đã được tìm hiểu về các đặc điểm của eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti. Còn đặc điểm của khu vực Nam Mỹ là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu nội dung phần B nhỏ khu vực Nam Mỹ. Các em tiếp tục quan sát lược đồ hình 35.1, lược đồ tự nhiên của châu Mỹ. Thì cũng thấy được Nam Mỹ nó có 3 khu vực địa hình. Thứ nhất đó là hệ thống núi trẻ Andes ở phía tây. Thứ hai là các sơn nguyên ở phía đông. Và thứ ba đó là nó có các đồng bằng rộng lớn ở giữa. Vậy thì đặc điểm của 3 khu vực địa hình đó là gì? Thì các em tiếp tục quan sát lược đồ kết hợp với nội dung sách giáo khoa và vẽ trên bảng, trên vở cho cô một cái bảng gồm có 4 cột hàng dọc và 4 hàng ngang. Thì 4 cột hàng dọc này, cột đầu tiên các em sẽ tìm hiểu về nội dung. Cột thứ hai đó là các em sẽ tìm hiểu về núi trẻ Andes. Cột thứ ba tìm hiểu về đồng bằng. Và cột thứ tư tìm hiểu về sơn nguyên. Tương tự 4 hàng ngang ở đây, hàng ngang thứ nhất đó là các em sẽ tìm hiểu về nội dung của núi trẻ Andes, đồng bằng, sơn nguyên. Hàng ngang thứ hai, các em sẽ tìm hiểu về vị trí. Thứ ba là đặc điểm địa hình. Và thứ tư, đó là cảnh quan. Các em tiếp tục quan sát bản đồ tự nhiên của Trung và Nam Mỹ thì cũng thấy được núi trẻ Andes nó có vị trí là nằm ở phía tây. Đặc điểm địa hình ở đây đó là cao và độ sụt nhất châu Mỹ, dài trên 7.500 km, cao trung bình 3.000 đến 5.000 m, nhiều đỉnh cao trên 6.000 m. Và núi trẻ Andes nó gồm nhiều dãy núi xen kẽ, các thung lũng và cao nguyên rộng. Các em quan sát, núi Andes ở đây rất là cao và đồ sộ, vì vậy mà cảnh quan ở đây cũng rất là phức tạp. Còn về đồng bằng, thì đồng bằng nó có vị trí nằm ở giữa, và đặc điểm địa hình ở đây là nó gồm nhiều đồng bằng rộng lớn, như là đồng bằng Orinoco, đồng bằng Amazon, đồng bằng Pampa, đồng bằng La Plata. Còn đây là hình ảnh về đồng bằng Amazon. Thì đồng bằng Amazon được hình thành bởi con sông Amazon. Sông Amazon là dòng sông dài nhất trên thế giới. Vì vậy mà đồng bằng Amazon nó cũng rộng nhất trên thế giới với diện tích 5 triệu km vuông. Và chủ yếu ở đồng bằng Amazon đó là nó có rừng rậm bao phủ. Còn sơn nguyên, nó nằm ở phía đông và nó gồm nhiều sơn nguyên như là sơn nguyên Guiana, sơn nguyên Brazil, và các sơn nguyên này nó hình thành lâu đời và bị bào mòn mạnh. Các em quan sát trên màn hình, đây là hình ảnh của sơn nguyên Brazil. Thì sơn nguyên Brazil nó cũng được mệnh danh là sơn nguyên lớn nhất và cao nhất trên thế giới với diện tích 5 triệu km vuông, cao trung bình 1.000 m. Và chủ yếu ở đây đó là nó có đất đỏ ba gian, phía đông có nhiều dãy núi cao sang với cao nguyên núi lửa. Và đây là hình ảnh của sơn nguyên Guiana. Sơn nguyên Guiana được hình thành từ lâu đời và bị bào mòn mạnh, vì vậy nó trở thành một miền đồi và núi thấp. Còn về cảnh quan của núi trẻ Andes, đồng bằng và sơn nguyên nó cũng có sự khác nhau do vị trí khác nhau và do đặc điểm địa hình khác nhau. Nên cảnh quan ở núi trẻ Andes đó là nó sẽ thay đổi từ bắc xuống nam và từ thấp lên cao. Vì vậy mà cảnh quan ở đây nó rất là phức tạp. Còn cảnh quan ở đồng bằng chủ yếu là rừng rậm bao phủ và là vựa lúa vàng chăn nuôi lớn của Nam Mỹ. Đây là hình ảnh về rừng rậm Amazon.
chăn nuôi ở đồng bằng Pampa. Cánh đồng lúa mì ở đồng bằng. Và đây là các loài động vật nó sống ở rừng Amazon. Vậy thì cảnh quan ở Sơn Nguyên là gì? Thì các em nhìn vào nội dung sách giáo khoa cũng thấy được cảnh quan ở Sơn Nguyên chủ yếu là rừng rậm nhiệt đới ẩm. Như vậy thì các em đã được tìm hiểu về ba khu vực địa hình của Nam Mỹ và tìm hiểu về vị trí, về đặc điểm địa hình cũng như về cảnh quan của ba khu vực địa hình này. Và trong cái phần B nhỏ khu vực Nam Mỹ thì các em cần nhớ cho cô, khu vực Nam Mỹ nó gồm ba địa hình chính. Thứ nhất đó là hệ thống núi trẻ Andes ở phía Tây. Thứ hai đó là các đồng bằng rộng lớn ở giữa và các sơn nguyên ở phía Đông. Các em tiếp tục quan sát cái bản đồ tự nhiên chung và Nam Mỹ và đặc biệt chú ý vào cái bản chú thích này. Chú thích bên góc trái thì các em nhìn vào cái bản chú thích cũng thấy được các ký hiệu về khoáng sản. Thì khoáng sản ở khu vực Nam Mỹ chủ yếu là thiếc, vàng, bạc, than đá, dầu mỏ, khí đốt, vân vân. Còn đây là hình ảnh về khai thác dầu mỏ ở Venezuela. Như vậy thì các em đã được học xong về đặc điểm địa hình của Nam Mỹ. Và ở các tiết trước thì các em cũng đã được học về đặc điểm địa hình của Bắc Mỹ. Các em cùng quan sát lược đồ tự nhiên của châu Mỹ và so sánh lại cho cô Nam Mỹ và Bắc Mỹ nó giống và khác nhau ở những điểm nào. Như các em đã được học thì địa hình Nam Mỹ và địa hình Bắc Mỹ nó giống nhau về cấu trúc. Đó là cả hai khu vực này nó đều có cấu trúc gồm có ba bộ phận. Đó là núi trẻ ở phía Tây, đồng bằng ở giữa và cao nguyên, sơn nguyên ở phía Đông. Còn về khác nhau, đó là nó có sự khác nhau về đặc điểm địa hình. Ở phía Đông của Bắc Mỹ chủ yếu là núi già Appalach và sơn nguyên trên bán đảo Labrador. Thì ở phía Đông của Nam Mỹ đó là sơn nguyên Guyana và sơn nguyên Brazil. Còn ở giữa của Bắc Mỹ đó là nó gồm có đồng bằng trung tâm cao ở phía Bắc, thấp dần ở phía Nam. Còn Nam Mỹ đó là chuỗi đồng bằng nối liền nhau, Orinoco đến Amazon, đến La Plata và đến hình thành nên đồng bằng Pampa. Vì vậy mà các đồng bằng ở đây nó đều thấp, trừ đồng bằng Pampa nó có địa hình cao ở phía Nam. Còn khu vực địa hình phía Tây giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ nó cũng có sự khác nhau rất là rõ rệt. Ở Bắc Mỹ thì phía Tây ở đây chủ yếu là hệ thống Cordillera, nó chiếm gần 1/2 địa hình của Bắc Mỹ. Còn ở phía Tây của Nam Mỹ đó là dải Andes cao và đồ sộ hơn, hẹp ngang hơn so với hệ thống Cordillera. Như vậy, các em vừa được học xong về thiên nhiên của Trung và Nam Mỹ. Để củng cố nội dung bài học hôm nay, cô có một sơ đồ tư duy để thống kê lại những nội dung kiến thức một cách ngắn gọn, đầy đủ nhất về thiên nhiên của Trung và Nam Mỹ để các em dễ nhớ. Thì thiên nhiên Trung và Nam Mỹ có đặc điểm về tự nhiên, đó là có diện tích 20,5 triệu km2, bao gồm eo đất Trung Mỹ, quần đảo Anti và toàn bộ lục địa Nam Mỹ. Còn về khu vực Trung Mỹ, nó bao gồm eo đất Trung Mỹ. Thì eo đất Trung Mỹ là phần cuối phía nam Cordillera. Nó có các núi cao chạy dọc eo đất có nhiều núi lửa. Còn quần đảo Anti là một vòng cung gồm vô số đảo lớn nhỏ, kéo dài từ cửa vịnh Mexico đến bờ đại lục Nam Mỹ bao quanh biển Caribe. Khí hậu và thực vật ở đây nó có sự phân hóa từ đông sang tây. Khu vực Nam Mỹ gồm 3 khu vực địa hình chính. Thứ nhất đó là phía Tây. Phía Tây nó gồm hệ thống núi trẻ Andes, có các dãy núi, thung lũng, cao nguyên xen kẽ nhau. Thiên nhiên ở đây nó phân hóa phức tạp từ bắc xuống nam, từ thấp lên cao. Còn ở giữa, chủ yếu là các đồng bằng rộng lớn như đồng bằng Orinoco hẹp, nhiều đầm lầy. Đồng bằng Amazon là đồng bằng rộng, bằng phẳng nhất thế giới. Đồng bằng Pampa, La Plata là vựa lúa, vùng chăn nuôi lớn. Và khu vực địa hình cuối cùng ở Nam Mỹ đó là khu vực phía Đông. Thì phía Đông ở Nam Mỹ chủ yếu là các sơn nguyên tương đối thấp, bằng phẳng, gồm sơn nguyên Guyana và sơn nguyên Brazil. Phía Đông sơn nguyên Brazil nó có nhiều dãy núi cao xen các cao nguyên. Và tiếp theo, cô sẽ cho các em trả lời một câu hỏi trắc nghiệm sau đây.
Câu hỏi này các em sẽ chọn một đáp án mà các em cho là đúng nhất. Khu vực địa hình ở phía tây của lục địa Nam Mỹ là A. Các đồng bằng kế tiếp nhau, lớn nhất là đồng bằng Amazon. B. Dãy núi trẻ Andes cao, đồi sụi nhất châu Mỹ. C. Nơi tận cùng dãy Cordillera. D. Các cao nguyên Brazil, Guiana. Và đáp án cho câu hỏi này đó là đáp án B. Dãy núi trẻ Andes cao, đồi sụi nhất châu Mỹ. Như vậy, bài học đến đây đã kết thúc. Ở nhà các em cần học bài để ghi nhớ nội dung kiến thức bài học và chuẩn bị trước bài học tiếp theo. Quá trình học tập, nếu có chỗ nào thắc mắc hoặc không hiểu, các em có thể liên hệ cho cô qua số điện thoại 0907 341 259 hoặc gửi email cho cô qua địa chỉ hoibichdn@gmail.com. Nội dung bài học đến đây đã hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.